Văn Tiểu, Thị Màu. Chào mừng các cô chú anh chị đã trở lại với Top Entertainment. Top Entertainment là một bản tin tổng hợp đầy đủ những sự kiện giải trí showbiz vừa diễn ra, còn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chương trình phát sóng trực tiếp lúc 12 giờ trưa và 20 giờ tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Trước khi đến với bản tin ngày hôm nay, Màu sẽ cập nhật đến mọi người thông tin về tình hình Covid hiện tại nha. Sáng ngày 18 tháng 8, 11 ca nhiễm Covid ở Quảng Nam vui mừng nhận công bố khỏi bệnh. Sáng ngày 18 tháng 8, ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày, hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh chuyên điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 đã làm lễ công bố khỏi bệnh đối với 11 trường hợp. Thêm một bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong là bệnh nhân 698. Theo thông tin từ Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đây là ca bệnh Covid-19 thứ 25 tại Việt Nam tử vong. Sáng ngày 18 tháng 8, Bộ phận Thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân vừa tử vong là bệnh nhân 698, nữ 51 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mọi người ơi, hãy nhớ luôn luôn đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa và sát khuẩn tay, và hạn chế đến nơi đông người nếu không thực sự cần thiết để bảo vệ bản thân, người thân cũng như cộng đồng nha. Đừng quên thường xuyên cập nhật các thông tin tình hình dịch bệnh, thực hiện ngay các chủ trương chung các bạn nha. Và đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay. Let's get it! Văn Mai Hương lần đầu trải lòng về sự cố lộ clip nhạy cảm vì bị hack camera tại nhà. Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo sinh đôi con trai đầu lòng. Triển Kiều Tiêu Ân Tuấn sa sút ngoại hình, cuộc sống thay đổi ở tuổi 53. Con trai Angela Jolie không thể về Hàn Quốc tiếp tục việc học vì dịch bệnh. Thanh mát ngày hè cùng mousse matcha. Vẻ đẹp cùng yoga, điều trị và giảm đau vùng khớp gối cùng yoga. Thứ ba vui vẻ cùng những chiếc clip của boss siêu ngầu nghỉnh và đáng yêu đến bất ngờ. Muôn kiểu ăn uống bá đạo với những Mỹ Hầu Vương. Lo loa hỏi làng mở cuộc thi răng ai khỏe hơn, ứng viên nào sẽ vô địch đây? Các biểu cảm mờ lem của các boss trông đáng yêu đến thế. Vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc được cấp bằng sáng chế. Vị chay thanh đạm cùng lễ hội đồ chay, siêu khuyến mãi cùng Bixi. Để bắt đầu thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Tiểu sẽ mang đến cho mọi người một thông tin vô cùng nóng hổi và chắc chắn sẽ khiến các khán giả không thể ngồi yên. Nữ ca sĩ Văn Mai Hương chính thức lần đầu trải lòng về sự cố lộ clip nhạy cảm vì bị hack camera tại nhà. Đây cũng là một vấn đề bàn tán xôn xao trong một thời gian dài đó Tiểu ơi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến ngay với tin tức về giọng ca chuyện tình nhà thơ. Mới đây trong một bài phỏng vấn của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, cô đã lần đầu lên tiếng ngồi lại trải lòng về sự cố lộ clip nhạy cảm ngoài ý muốn do bị kẻ gian hack camera tại nhà riêng năm ngoái. Á quân Việt Nam Idol 2010 gửi lời cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp đã động viên và bảo vệ cô trong thời điểm đó. Đặc biệt, nữ ca sĩ tuyên bố đã có cách xử lý riêng đối với kẻ hãm hại mình. Theo tiết lộ của Văn Mai Hương, khi sự việc xảy ra, rất nhiều nghệ sĩ, kể cả việc cô chưa bao giờ hỏi thăm, trong đó có vợ chồng MC Trấn Thành, Harry Won, ca sĩ Miu Lê và rất nhiều nghệ sĩ khác đã đến tận nhà để động viên cô. Điều này khiến cô trân trọng và cảm ơn những người đã bên vực mình. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì sau sự cố đó, cô vẫn có thể bước tiếp, vẫn được làm nghề, có show diễn và được khán giả yêu thương. Đó là điều mà đến lúc chết tôi cũng không thể nào quên được, Văn Mai Hương chia sẻ. Thời điểm xảy ra sự cố, bố mẹ Văn Mai Hương chỉ gọi cho những người xung quanh để hỏi thăm tình hình vì lo lắng nếu gọi thẳng cho con gái, cô sẽ rất áp lực vì làm ảnh hưởng đến gia đình. Sau này khi về Hà Nội, bố của ca sĩ chỉ nói một câu khiến cô nghẹn ngào. Không sao đâu con, trời sập vẫn còn có bố đây mà. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Điều khiến tôi tự hào nhất là bố mẹ nuôi dạy tôi thành một người tốt. Sau này tôi cũng sẽ trở thành một người bạn với con, giống như bố mẹ vậy, nữ ca sĩ nói thêm. Trải qua sự cố, cô càng thương người phụ nữ bởi nếu clip nhạy cảm đó của đàn ông sẽ không ai xem và những kẻ đã share clip rồi hả hê như là đàn ông. Tôi thấy thương cho người phụ nữ nếu tôi có biện pháp và cách giải quyết của mình nhưng chưa nói ra thôi, Văn Mai Hương chia sẻ. Sau tất cả, gia đình luôn là nơi để ta trở về phải không nào? Chúc cho cô nàng của chúng ta sẽ mau chóng lấy lại cân bằng và mạnh mẽ vượt qua sóng gió nha. Và cho ra thật nhiều sản phẩm âm nhạc hay nữa nha Văn Mai Hương ơi.
Thông tin tiếp theo của chúng ta sẽ là một điểm tin liên quan đến cô nàng hoa hậu Đặng Thu Thảo. Thì năm nay là một năm mà sao Việt chúng ta có quá nhiều tin vui luôn á. Oh wow, nghe là đã thích rồi. Thế thì chúng ta mau mau vào ngay tin tức thôi, Tiểu ơi. Dạ, bây giờ là điểm tin về hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo sinh đôi con trai đầu lòng. Hoa hậu đại dương 2014 Đặng Thu Thảo và ông xã khiến khán giả bất ngờ khi cho biết đã chào đón cặp song sinh bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện tại An Giang. Theo tiết lộ, người đẹp đã vượt cạn từ hơn nửa tháng trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình quyết định không công bố để tránh nhiều người đến thăm. Được biết, hai lớp tiền vừa chào đời có tên thân mật ở nhà là Tony và Andy, tên thật là Đăng Minh và Quốc Vượng. Mỗi bé đều cân nặng 2,7kg. Qua hình ảnh được chia sẻ, các con của hoa hậu gốc Cần Thơ thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ với trán và sống mũi khá cao. Được biết, quá trình sinh nở của nàng hậu không hề dễ dàng. Cô ấy gặp sự cố bị dị ứng với thuốc giảm đau nên trải qua nhiều đau đớn trong ca phẫu thuật lấy thai. Thảo chịu đau rất giỏi, giờ cô ấy đã đi lại chăm con bình thường được rồi, người nhà hoa hậu đại dương cho biết. Trong suốt thai kỳ, sức khỏe của Đặng Thu Thảo khá tốt, cô không bị ngán, ăn uống ngon miệng nên tăng cân nhiều. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2019, Đặng Thu Thảo lần đầu xác nhận chuyện mang thai. Đến tháng 3 năm 2020, cô chia sẻ niềm vui và hạnh phúc nhân đôi khi mang song thai. Mặc dù không khỏi lo lắng vì là con đầu lòng, thế nhưng sức khỏe của Hoa hậu Đại dương 2014 rất tốt vì được ông xã Phúc Thành và gia đình nội ngoại chăm sóc rất sức chu đáo. Cứ đến giờ ăn là cái bụng của Tiểu lại kêu ồn ồn nữa rồi. 12 giờ trưa cùng Top Food và theo dõi những bí quyết nấu ăn mà Top Entertainment sẽ gửi đến các bạn nha. Nhân ngày thứ ba đầu tuần đầy năng lượng, Tiểu đặc biệt dành tặng cho Mộc một công thức vô cùng hấp dẫn luôn nha. Sài Gòn dạo này cứ hay nắng hay mưa thất thường, và hôm nay sẽ là một món tráng miệng siêu hấp dẫn có thể làm và nhâm nhí tại nhà này Mộc ơi. Món này siêu hợp lý, thanh mát mùa hè luôn nè. Nhanh lên nào, vào luôn Tiểu ơi, màu nôn nóng quá rồi nè. Let's go. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng tráng miệng, đó chính là matcha. Sau đây là những nguyên liệu đi kèm: đường, bột cacao, bột mì, nước cốt chanh, sữa tươi, kem tươi, sô-cô-la và trứng gà. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện món tráng miệng này. Sau đây là mình sử dụng 2 lọc đỏ trứng gà. Đánh cho cái hỗn hợp đường và bột matcha nó hòa quyện cùng với cái lòng đỏ đều là được. Sau đây là cái hỗn hợp mình đã đánh đều, nó sẽ ra một màu xanh rất là đẹp và không còn lợn cợn của đường và bột matcha, nó rất là mịn. Như vậy là cái hỗn hợp mình đã đạt rồi. Và sau đây thì mình bắt đầu mình đun cái hỗn hợp sữa tươi. Ở đây là 200ml sữa tươi, 2 muỗng canh đường. Khuấy đều cho tan đường. Và sau khi mình đã đun cái hỗn hợp này đạt nhiệt độ 60 độ C rồi thì mình tắt lửa và mình bắt đầu trộn với cái hỗn hợp trứng và matcha lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ làm cái hỗn hợp kem, đánh bông và gelatin. Và ở đây Long có sử dụng một cái khay đá để chúng khi chúng ta đánh kem thì nó sẽ nhanh hơn và chống bị tách nước. Bây giờ mình cho 300g kem vào và 1,5 muỗng đường. Sau đó chúng ta bắt đầu đánh số nhẹ trước cho tan đường. Sau khi đánh xong thì thành phẩm của chúng ta là được một bao kem như thế này, có độ bông nhất định, không quá cứng cũng không quá mềm. Và cái đây là cái hỗn hợp kem mà Long vừa mới đánh bông xong. Thì bây giờ chúng ta mix hai cái hỗn hợp này lại với nhau. Và sau khi cái hỗn hợp của chúng ta, mousse của chúng ta trộn đều rồi, nó rất là mịn và rất là thơm mùi matcha. Thì bây giờ chúng ta bỏ vào trong cái ly và giữ nó mát trong vòng 2 đến 3 tiếng. Và bây giờ mình bắt đầu làm cái món bánh chocolate giòn để mình trang trí cho cái mousse trà xanh của mình. Nguyên liệu mà của mình cần chuẩn bị cho món này là 90g bơ, 100g đường,
Cái hỗn hợp này sau khi mình đánh nó đều rồi, nó có tạo hình vón cục rồi thì mình bắt đầu mình cho ra mâm. Mình dẹt nó mỏng ra. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cho cái phần bột này mình đem đi nướng. Mình nướng đối lưu hai lửa với nhiệt độ là 170 độ, trong vòng 25 phút. Sau đây là cái phần bột cacao của mình là đã nướng xong, rất là thơm và nó cũng rất là giòn. Bây giờ mình đem ra mình tán nhuyễn nó. Lâu lâu Tẻo nhà ta tâm lý quá nè, lại mang đến một cơn gió lạ cho Màu và khán giả. Ngay chiều nay, Màu sẽ mua nguyên liệu về làm liền. Hi hi, và chắc chắn là không thể nào thiếu phần của Tẻo rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin 30 giây đặc biệt dành cho các vị khán giả đã bỏ lỡ phần top VBIT ở bản tin đầu nha. Và bản tin 30 giây bắt đầu thôi nào. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã lần đầu ngồi lại, trải lòng về sự cố lộ clip nhạy cảm ngoài ý muốn do bị kẻ gian hack camera tại nhà riêng năm ngoái. Á quân Việt Nam Idol 2010 gửi lời cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp đã động viên và bảo vệ cô trong thời điểm đó. Đặc biệt, nữ ca sĩ tuyên bố đã có cách xử lý riêng đối với kẻ hãm hại mình. Theo tiết lộ của Văn Mai Hương, khi sự việc xảy ra, rất nhiều nghệ sĩ, kể cả cô chưa bao giờ nói chuyện cũng đến hỏi thăm. Trong đó có vợ chồng MC Trấn Thành, Harry Won, ca sĩ Miu Lê và rất nhiều nghệ sĩ khác đã đến tận nhà để động viên cô. Điều này khiến cô trân trọng và cảm ơn những người đã bên vực mình. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì sau sự cố đó, cô vẫn có thể bước tiếp, vẫn được làm nghề, có show diễn và được khán giả yêu thương. Trước khi đến với những tin VBIT hấp dẫn tiếp theo, Màu sẽ cập nhật một chút về tình hình dịch bệnh để mọi người nắm rõ và bảo vệ bản thân mình nha. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi giận khi bị hỏi về việc giảm lương do Covid-19. Các anh chị phóng viên có bị giảm lương không? Huấn luyện viên Park Hang-seo bức xúc lên tiếng khi một phóng viên đặt câu hỏi về thu nhập vào sáng ngày 18 tháng 8. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tiếp tục: những chuyện đó đều được quy định chi tiết trong hợp đồng, ta không nên suy nghĩ quá đơn giản về việc này. Tôi biết tình hình Việt Nam đang rất khó khăn, nhưng khó khăn này là khó khăn chung. Nếu đặt vấn đề vì đó mà phải điều chỉnh lại mức lương, tôi nghĩ chúng ta phải tái ký hợp đồng cùng VFF. Vì tôi có nhiều cách làm việc, tôi vẫn đang sống ở Việt Nam, làm việc, cống hiến và quyên góp cho xã hội. Tôi vẫn đang đóng góp cho bóng đá trẻ. Nếu dịch Covid-19 không xảy ra, tôi đã có kế hoạch làm sao để năm nay đóng góp nhiều hơn cho bóng đá trẻ. Việt Nam và Mỹ hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan Covid-19, bắt 3 nghi phạm. Việt Nam và Mỹ hợp tác điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19. Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ 3 nghi phạm. Sáng ngày 18 tháng 8, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát thông báo về Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ HSI thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã hợp tác phối hợp với Bộ Công an Việt Nam điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19, bắt giữ 3 nghi phạm. Theo đó, các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida, Mỹ vào tháng 3. Văn phòng HSI tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng, bắt giữ 3 nghi phạm. Ngay sau đây chúng ta sẽ cập nhật thông tin nóng vừa thổi vừa nghe nha. Màu ơi, Tẻo đố Màu nha, phim gì mà nhân vật có cái mặt trăng ở giữa trán nè? Nhớ là phim này nổi tiếng lắm á nha. Mặt trăng ở giữa trán hả Tẻo? Trời ơi, dễ ẹt, đón cái là xem ngay. Thủy thủ mặt trăng chứ gì? Ha ha ha, đơn giản quá mà. Màu hay đóng giả để biến hình lắm nè. Trời là trời, sai bét rồi cô Màu ơi. Tôi đang nói ở đây là chuyển chiêu nha, trời ơi. Ủa vậy hả? Chết rồi, quê rồi. Tưởng đâu là thủy thủ mặt trăng như tôi chứ. Nhưng mà tôi cũng biết chuyển chiêu đó nha. Chuyển chiêu cũng rất nổi tiếng trên màn ảnh của Việt Nam nha. Đa số nhắc đến ai cũng biết luôn. Tương đương
được mệnh danh là đệ nhất nam thần cổ trang của showbiz hoa ngữ. Nhưng mới đây, hình ảnh của Triển Chiêu, Tiêu Ân Tuấn ở tuổi 53 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong loạt ảnh mới, nam diễn viên điển trai, thư sinh ngày nào, giờ râu tóc bạc trắng, gương mặt có nhiều nếp nhăn, chân nhiều vết sẹo do tập luyện võ thuật. Những năm qua, Tiêu Ân Tuấn biến mất khỏi màn ảnh, không tham gia đóng phim mà theo đuổi đam mê nhiếp ảnh đi du lịch của mình. Trên trang cá nhân, Triển Chiêu cũng thường xuyên khoe các tác phẩm của mình như ảnh chụp mỹ nhân, phong cảnh. Về đời sống cá nhân, Tiêu Ân Tuấn hiện đã ly thân với người vợ thứ hai hơn 2 năm. Cả hai không liên lạc với nhau nhưng chưa ly dị. Vợ anh Lâm Thiên Ngọc là người chăm sóc cho con trai chung. Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1967 tại Đài Loan, từng là tài tử đình đám vào những năm 90 trong những bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tiểu Lý Phi Đao, Bảo Liên Đăng. Sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn 30 năm với nhiều thành tích ấn tượng, tuy nhiên đời tư của Tiêu Ân Tuấn lại lắm thăng trầm, lận đận hệt như các vai diễn của anh. Nam diễn viên có hai người vợ là Hoàng Uyển Lâm và Lâm Thiên Ngọc. Năm 1994, khi đang nổi tiếng với phim Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Tiêu Ân Tuấn tuyên bố kết hôn với Hoàng Uyển Lâm. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sự nghiệp thăng hoa của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến năm 2005, Hoàng Uyển Lâm đề nghị ly hôn và có thông tin cô đi ngoại tình với bạn thân của hai vợ chồng. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Tiêu Ân Tuấn trầm cảm và chìm đắm trong rượu chè. Thời điểm này, Lâm Thiên Ngọc đã ở bên cạnh động viên, giúp anh vực dậy bản thân. Năm 2006, cả hai từ bạn thân trở thành người yêu. Thế nhưng, sau nhiều biến cố, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc ly thân. Hiện tại, nam diễn viên đi về lẻ bóng một mình. Chàng trai Triển Chiêu trong lòng mọi người ngày nào, giờ anh đã rút khỏi màn ảnh, sống cuộc sống với đam mê nhiếp ảnh và du lịch rồi. Mong là anh ấy luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Nói về điện ảnh Hollywood thì chắc màu nhớ ngay đến Angelina Jolie đó thôi, Tiểu ơi. Không thể có một lời chê nào, mặc dù là show rất là kỹ luôn. Angelina Jolie thì quá xuất sắc rồi, đỉnh của đỉnh luôn. Angelina Jolie là một diễn viên vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Chắc hẳn các con của cô ấy cũng sẽ thừa hưởng được những cái tính tốt này nhờ. Đúng vậy, các con của cô ai cũng ngoan và chịu khó học hành lắm. Thế nhưng việc học của cậu con trai của nàng Maleficent lại bị gián đoạn, bị dịch đó Màu ơi. Mới đây, Daily Mail đăng tải những chia sẻ của nữ minh tinh Angelina Jolie về việc học của cậu con trai Matt Doss. Angelina Jolie cho biết, con trai cô theo học tại Đại học Yonsei ở Hàn Quốc từ năm 2019, nhưng hiện tại, Matt Doss không thể trở về hiện học vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Hiện tại, trường học buộc phải đóng cửa và các hoạt động học tập diễn ra trực tuyến, thường bắt đầu lúc 18 giờ. Không riêng gì Matt Doss, các giáp tỳ còn lại trong gia đình Angelina Jolie cũng ở nhà trong thời gian cách ly xã hội. Về phần mình, nữ minh tinh cảm thấy vui vì điều này. Bọn trẻ ở cùng nhau và trở thành một nhóm tuyệt vời. Chúng đang giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thực sự cảm thấy may mắn. Angelina Jolie chia sẻ. Tâm sự thêm về Matt Doss, Angelina Jolie cho biết cô rất vui mừng vì con trai giờ đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông tốt. Theo chia sẻ của nữ minh tinh, Matt Doss rất thông minh, giữ cân bằng khá tốt trong thời gian dậy thì. Khác với các em của mình, Matt Doss rất ít khi xuất hiện cùng mẹ từ thời điểm trở về Mỹ. Có nguồn tin thân cận cho biết Matt Doss sống khép kín, chỉ chuyên tâm vào học hành. Hiện tại, con trai 19 tuổi của Angelina Jolie có tư duy nhạy bén, đang học thêm tiếng Hàn và tiếng Nga, tiếng Đức. Matt Doss, tên đầy đủ là Matt Doss Sivan, là con trai nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt. Trở thành con nuôi của bố mẹ là người nổi tiếng, Matt Doss có cuộc sống nhung lụa, được tiếp xúc với môi trường hiện đại và thế giới nghệ thuật hào nhoáng. Cậu bé đã cùng đồng hành với bố mẹ trong quá trình nhận nuôi em trai Bastien, em gái Zahara và chào đón Silo, cặp song sinh Vivian và Knoss. Tháng 9 năm 2019, Matt Doss đậu vào ngành hóa sinh của Đại học Yonsei, top 3 trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, bên cạnh Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Hàn Quốc. Dù rất gắn bó với mẹ, nhưng sau khi Angelina Jolie ly hôn với Brad Pitt, mối quan hệ của Matt Doss và bà nuôi vẫn chưa được hàn gắn. Cậu bé từng tránh nhắc tên Brad Pitt khi trả lời phỏng vấn. Thật là ngưỡng mộ Angelina Jolie và các con của cô ấy. Mong chúc cho Angelina Jolie luôn có sự nghiệp tiến triển và các con của cô ấy thật thành công trong tương lai. Dạ, hy vọng dịch bệnh kết thúc ngay và luôn để con trai cô có thể quay trở lại với việc học nha. Không biết chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay, cô nàng mậu nhà ta sẽ mang bí kíp chăm sóc sắc đẹp gì cho chị em nhà mình đây ta? Ai hi, ngày hôm nay Màu sẽ mang đến một bí quyết siêu hay luôn đó nha. Và Màu tin với bài tập này sẽ rất hữu ích cho mọi người luôn, nhất là những trường hợp bị đau khớp gối. Và đừng quên luyện tập ngay cùng Màu để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe nè. Thích lắm Màu ơi, bật mí ngay nha. Xin chào các bạn, mình tên là Giang Ngân, mình hiện tại đang là huấn luyện viên yoga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tập về điều trị và giảm đau vùng khớp gối. Và trước tiên là mình sẽ ngồi xuống và duỗi thẳng hai chân về phía trước.
Lúc này sẽ tách gót chân rộng bằng bên trong phần mép thảm, hai tay mình đặt về phía sau, ngồi thẳng phần lưng, ưỡn ngực lên. Rồi mình đập mạnh hai bàn chân, tập trung vào phần đùi và gối. Rồi thả lỏng, chân bên trái của mình áp sát lòng bàn chân vào cơ đùi phải, ngồi thẳng lưng. Co tiếp chân bên phải lại, hai tay lúc này sẽ nắm phía dưới phần đùi. Rồi chúng ta cần ngồi thẳng lưng, rướn cái người lên nè. Bắt đầu nhấc chân, siết cái mũi chân lại, xoay chân từ phải sang trái. Nhớ là xoay thật chậm, tập trung ấn cái mông chắc xuống sàn. 5 vòng nha. Rồi xoay ngược trở lại. 5 4 3 2 và 1. Rồi trở về. Tay bên trái mình đặt lên đùi, tiếp tục phải ngồi thẳng lưng, nhấc chân phải lên, cho tay phải nắm phía ngoài bàn chân. Từ từ mình vươn cái bàn chân ra phía xa, đẩy thẳng đầu gối, hít vào, đưa chân dang ngang và cho mắt nhìn theo mũi bàn chân. Lúc này cảm thấy quá đau gối, gối chưa thẳng được thì cố gắng dùng tay đẩy mạnh phần gối ra. Phải trở về, hạ xuống thở. Lần hai, nhấc chân lên, hít vào. Bắt đầu chúng ta dựng đứng mũi chân nè, tập thẳng gối trước và di chuyển chân sang bên phải, mắt nhìn theo bàn chân. Phải trở về, thả lỏng, duỗi chân phải về trước, duỗi tiếp chân bên trái, co tiếp chân phải. Lòng bàn chân phải chúng ta cho áp sát vào đùi bên trái, ngồi phải thẳng lưng, ấn cái mông xuống, điều chỉnh vai lại. Tiếp tục nhấc chân bên trái lên, hai tay nắm phía dưới phần đùi, siết cái mũi chân lại. Chúng ta xoay chân từ phải sang bên trái, sẽ xoay tiếp 5 vòng. Đổi xoay ngược trở lại. 5 4 3 2 và một, trở về. Tiếp tục ngồi thẳng lưng, tay bên phải đặt nhẹ lên đùi, chân của mình nhấc lên, bàn tay trái nắm phía ngoài bàn chân. Chúng ta thẳng được gối và nhìn theo hướng mũi chân, di chuyển chân sang bên trái. Cố gắng mở cái vai nhìn theo cái chân nè. Cảm thấy đau gối thì mình có thể hơi co nhẹ cái gối lại. Trở về, hạ chân xuống, thở ra. Nhớ mỗi lần về tư thế ban đầu phải thẳng cái lưng lên, ấn cái mông xuống. Lần hai, hít, nhấc chân. Tiếp tục di chuyển sang bên phải, thẳng được đầu gối. Trở về, hạ chân xuống, thở. Làm như vậy 5 lần nha. Rồi chúng ta duỗi dài hai chân về phía trước, chân khuỷu tay đặt ra phía sau mông và mũi tay sẽ hướng về phía gót chân. Phải lúc này ngẩng cái mặt lên nha, không ngã cổ. Co hai chân lại và mình bắt đầu vào tư thế đạp xe đạp. Rồi chân bên phải di chuyển thẳng ra trước, co gối phải thẳng chân trái. Thực hiện như vậy 10 lần. Đổi đạp ngược trở lại. Rồi trở về, duỗi dài hai chân, chúng ta nằm xuống. Khi nằm xuống thì hai tay của mình sẽ buông xuôi và lòng bàn tay ấp xuống. Chúng ta nhấc chân bên phải, co gối lên, cho hai tay di chuyển nắm đến phần cổ chân. Bắt đầu mình cố gắng thẳng được gối nè, cái mũi chân mình dựng đứng lên để tạo trọng lượng, đỡ áp lực lên gối. Hít vào, chúng ta nâng vai, nâng đầu lên. Phải nhìn về phía gối, cố gắng rướn người hơn nữa, căng ở đâu thì mình dừng ở đó. Hạ xuống, thở ra. Rồi lần cuối cùng, hít một hơi thật sâu, nâng vai, nâng đầu. Lúc này trùng mạnh hai cánh tay, cố gắng kéo cho cái chân của mình sát về người. Gối của ai chưa thẳng thì sử dụng tay trái đẩy nhẹ phần gối. 5, 4, 3, 2, trở về, hạ xuống, thở ra. Chúng ta duỗi thẳng chân bên trái tới. Rồi hai tay nâng qua khỏi đầu, hít vào, từ từ mình nâng người lên. Bài tập hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Ngân chúc mọi người tập luyện duy trì và có một sức khỏe tốt nhé. Cảm ơn. Đau khớp gối chắc hẳn là bệnh lý không quá xa lạ với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bệnh lý này cũng đang khá phiền phức vì khó di chuyển cho những người bị mắc chứng bệnh. Tuy nhiên, khi có triệu chứng, các bạn đừng quên đến ngay cơ quan y tế để thăm khám và chẩn đoán nha. Cũng như là kết hợp khoa học hợp lý các bài tập trị liệu cho khớp gối. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một món quà đầy bất ngờ, thú vị mà Tếu và Màu đặc biệt dành tặng cho quý khán giả. Đã bao ngày rồi chúng ta chưa được gặp những đại boss siêu đáng yêu nào. Quý khán giả có nhớ những đại boss không nè? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không ghé thăm liền chuyên mục Top Bếp
Thứ ba vô vẻ cùng những chiếc clip boss thiếu nguồn ảnh và đã nghe bất ngờ. Muôn kiểu ăn uống bá đạo của những Mỹ Hầu Vương. Những chú Mỹ Hầu Vương thật bá đạo phải không nào? Nhìn cảnh này các bạn có liên tưởng đến nhân vật nào chưa? Chắc hẳn là Tề Thiên Đại Thánh của chúng ta rồi. La la, hội làng mở cuộc thi răng ai khỏe hơn, ứng viên nào sẽ vô địch đây? La, nhà vua mở hội xem ai là đệ nhất răng khỏe răng chắc. Các ứng viên cứ thế mà thi nhau nghiện răng khỏe, ai sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất nè. Biểu cảm mlem của các boss trông yêu thế cơ mà. Muốn kiểu làm nụng yêu đến thế, mlem có yêu không nào? Mèo, có ai yêu những chú mèo không nào? Tẻo, màu, đặc biệt cập nhật đến mọi người tình trạng diễn biến phức tạp của dịch. Và đừng quên đón xem Top Entertainment vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày để cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến các bạn nha. Như mọi người đã biết, hiện tại số người nhiễm đang tăng hàng ngày, số ca tử vong cũng tăng nhanh. Nên mọi người hãy luôn cẩn thận, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người nếu không thực sự cần thiết, để bảo vệ chính mình, chủ động khai báo y tế và cách ly nếu cần thiết nha. Các biểu cảm mlem của các boss trông yêu thế cơ mà. Muốn kiểu làm nụng yêu đến thế, mlem có yêu không nào? Mèo, có ai yêu những chú mèo không nào? Chủ đề vaccine Covid-19 có lẽ đang là tâm điểm được quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Sau khi Nga mới đây công bố vaccine Covid-19 đầu tiên thì Trung Quốc cũng không hề kém cạnh khi đã cho ra đời và cấp bằng sáng chế vaccine Covid tại đây. The Global Times cho hay, vaccine vừa được cấp bằng sáng chế là loại tái tổ hợp có tên AD5-nCoV. Loại vaccine này được phát triển bởi công ty dược phẩm sinh học CanSino, Trung Quốc, phối hợp giống do chuyên gia bệnh truyền nhiễm quân đội Trung Quốc Chen Wei dẫn đầu. Việc được cấp bằng sáng chế đã khẳng định vaccine có tính hiệu quả và tính an toàn cao, đồng thời chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của CanSino. Các chuyên gia cho rằng, do Trung Quốc phát triển, Trung Quốc có hệ thống kiểm tra bằng sáng chế nghiêm ngặt và hoàn chỉnh. Để được cấp bằng, sản phẩm hoặc công nghệ phải có sự khác biệt cơ bản với những sản phẩm tương tự hiện có trên thế giới. Bằng sáng chế đã làm rõ 14 tuyên bố về chủ quyền sở hữu trí tuệ của CanSino về vaccine COVID-19, trong đó có trình tự nucleotide, mục đích ứng dụng, các hình thức và phương pháp bào chế. Có thể nói đây là một trong những bước đầu tin vui khi những thông tin về vaccine COVID-19 bắt đầu nhiều hơn. Chúng ta có quyền hy vọng một ngày không xa nữa, loại vaccine chính thức sẽ được công bố và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để cứu thế giới trước đại dịch COVID nha. Màu ơi màu, hiện tại Bixi đang có chương trình vị chay thanh đạm cùng lễ hội đồ chay, siêu khuyến mãi của Bixi. Màu cập nhật đến quý khán giả của chúng ta đi nè. Và hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm hệ thống siêu thị Bixi ngay nhá, với chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn đối với các mặt hàng đồ chay nè các bà nội trợ ơi. Sườn non chay An Nhiên giảm từ 46.500 đồng chỉ còn 38.900 đồng một gói 150g. Phở chay Vi Phong rau nấm giảm từ 6.200 đồng còn 4.800 đồng một gói. Nước mắm chay Liên Thành 500ml giảm từ 43.900 đồng còn 34.500 đồng một chai. Muối tôm chay giảm từ 16.600 đồng còn 11.500 đồng một hũ 80g. Mì du nếp chay giảm từ 5.000 đồng chỉ còn 3.900 đồng một gói. Mì ly lẩu Thái Vi Phong 67g giảm từ 9.600 đồng còn 7.200 đồng.
Quá là hấp dẫn luôn các chị em ơi. Còn không, mau mau đến ngay Bixi mua và chuẩn bị một thực đơn siêu thanh đạm đồ chay để chế biến ngay những món ăn ngon nhất phục vụ cho gia đình đi nè. Thứ ba đầu tuần thì chẳng có gì bạn gì hít hà một chút gamma showbiz, còn tìm hiểu thêm các thông tin giải trí, ẩm thực, thể thao cùng Top Entertainment phải không? Và hãy nhớ rằng tình hình dịch bệnh đang rất nóng lúc này. Mọi người nhớ luôn luôn có chiếc khẩu trang bên mình, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn, bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ người thân cũng như là bảo vệ cộng đồng nha. Còn Tiểu và Màu sẽ đợi quý vị đúng 12 giờ trưa mai với hàng loạt tin mới hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.